Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món là nấm đùi gà kho, nấm đùi gà chim nấu tương nhé. Thì đầu tiên mình chuẩn bị là ba cái nấm đùi gà. Nấm đùi gà mình rửa sạch qua rồi thì mình sẽ cắt bỏ cái okay. Và chúng ta đi ngâm muối khoảng tầm 3 đến 5 phút nhé. Chúng ta ngâm muối. Sau khi nấm gà đã ngâm được khoảng tầm 5 phút thì mình sẽ rửa và mình sẽ đi cắt. Nấm này mình trước khi ngâm muối mình cũng đã rửa qua, rửa rồi nhé. Mình ngâm muối. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xúc. Mình xắt theo chiều dài và thắt mỏng theo chiều dài của cái nấm nhé. Đây, mình làm sắp như thế này nhé. Và bây giờ mình sẽ đi chiên nấm. Chiên áp chảo nhé. Đây, chúng ta cho một ít giò vào chảo và đun nóng lên. Khi chảo nóng thì chúng ta sẽ cho cái đùi nó vừa vào. Cái chiên áp chảo này thì mình phải cho ít dầu nhé, mình không cho nhiều dầu đâu nhé. Đấy, cái này là mình được rồi.
chế cái phần nước sốt. Nước sốt thì mình sẽ cho một muỗng đường nhé, cho vào muỗng đường. Hai muỗng nước tương. Cho 2 muỗng rưỡi. Chúng ta cho 1 muỗng tương ớt. Xong ít tiêu. Rồi, xong. Đấy, hỗn hợp này vào. Cái phần dầu thừa này thì mình sẽ bỏ ít hành vào rồi mình sẽ phi thơm lên. Khi hành đã vàng thơm thì mình sẽ cho nhỏ lửa, mình cần nhỏ lửa và mình cho nấm vào. Khi chúng ta đã cho cái nấm vào thì chúng ta phải cho cái nước cốt này, nước sốt này lại mình pha chế dầu lên. Bây giờ và chúng ta chế dầu xong thì chúng ta sẽ rim. Rim đến khi mà cái phần nước cốt này với cái phần nấm nó quyện quyện lại với nhau á thì chúng ta sẽ tắt bếp vào. Xong bây giờ mình sẽ rim nhé. Các bạn nhá, khi mà cái nước chưa mình đun một thì hơi hơi thì nó cái nước sốt nó quyện quyện vào và khi khi nó mặn vào được nhé. Bây giờ mình sẽ bắt xuống và mình cho ra đĩa. Nhìn nó hấp dẫn lắm các bạn này. Các bạn nhé, món ăn của mình đã xong nhé. Bây giờ mình sẽ rắc ít vừng của chúng ta. Đó, mình cho
luôn. Nhìn rất là ngon các bạn nhé. Cái này ăn thì tốn cơm lắm. Cái này ăn với cơm trắng là hoặc là những cái bữa cơm chay mình có thể làm cái món này để mình ăn cơm chay với cả gia đình cũng được nhé. Làm chay. Xin chào quý vị các bạn nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.